Thiết bị TotoLink X100 là thiết bị khuếch đại sóng Wi-Fi mạnh mẽ mà hãng TotoLink mới tung ra đầu năm 2017. Với thiết kế nhỏ gọn nhưng tính năng khuếch đại sóng vô cùng mạnh mẽ, giúp cho người dùng loại bỏ đi những góc chết trong nhà và việc Wi-Fi yếu chỉ còn trong quá khứ. Thiết bị có hỗ trợ nút WBS Reset giúp bạn khuếch đại sóng Wi-Fi nhanh chóng. Anten ngoài giúp cho thiết bị TotoLink X100 đạt tốc độ 150 Mbps trên giây với chuẩn Wi-Fi N. Thiết bị X100 sử dụng nguồn từ cổng USB nên tương thích với nhiều nguồn khác nhau như sạc dự phòng, adapter USB, thậm chí là cổng nguồn USB trên máy tính, giúp bạn có thể gắn thiết bị linh hoạt trong nhà của bạn.